Bây giờ là Mỹ Hải cũng đã đến cửa hàng LG. Chị ơi, cho em hỏi muốn mua lấy một cái tủ ấy, em đi từ thiện đó chị. Chú định mua tủ mấy ngăn? Em định mua tủ 2 ngăn thôi, vì là cái đường đấy đi khó đi lắm. Vâng, thì mới chở bằng xe máy được. Chị bán là 2 triệu 2. À, 2 ngăn là 2 triệu 2 à? Cái 2 ngăn đây. Cái 2 ngăn nào chị? À, 2 ngăn ở đây à chị? Vâng, 2 ngăn là 2 triệu 2. Vì là cái này là chị có bớt được em không? Vì là cái này là em mua đi từ thiện thôi chị ạ. 2 ngăn nếu bình thường mà chị bán 2 triệu 2 số ấy thì chị bớt cho số 100 thôi. Bớt được 100 gì? Tủ này thì nó cũng lãi suất nó không không được bao nhiêu cả. Vâng 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 vâng. Bớt được số 100 thôi. Vâng vâng, em cảm ơn chị. Nếu tí là 2 triệu 1 à? 2 triệu 1. Vâng vâng, thế thì em lấy cái 2 ngăn này. Vâng vâng vâng. Đấy, cái 2 ngăn này. Vâng vâng vâng. Bà ơi, mình vào bê đây đi. Chị có đồng chí nào cũng nữa không để giúp em bê ra ngoài buộc ở xe. Vâng vâng. Bê cái tủ nào đấy không? Đây mua cái 2 ngăn bên này. À đấy à. Vì là đường vào nhà anh Trá. 2 triệu 1. 2 triệu 1 à? Vâng. Vì là đường vào nhà anh Trá khó đi quá, thế đâm ra là định mua cái tủ 3 ngăn để cho rộng nhưng mà không chở không chở được ấy. Không chở được. Đường nó hẹp. Đúng rồi. Liệu có ngồi được không? Không ngồi, phải kia. Ngồi cho ra này. Đằng sau được không? Để dài con ngoáng này thôi à? Không phải chặt bỏ đi không? Cái kê đằng sau chặt bỏ đi. Chặt đi để dài. Ủa? Đấy là chỉ kê đâu mà. Mà này cưa cho nhanh. Đấy, cưa đi. Đây các bạn ạ, sau một thời gian ngắn đấy, Mỹ và thì cũng đã trở vào đến điểm trường rồi. Còn bây giờ là còn cái khoảng mà bây giờ lên nhà anh trái các bạn ạ. Đây, đi qua cái đường mòn này, lên tít vào trong rồi các bạn ạ. Đường này thì hơi khó đi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt, có người vợ bị tâm thần và có con trai bị thiểu năng trí tuệ nhé các bạn. Và hôm nay vào Mỹ Hải sẽ trao phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm vừa rồi cô Nghi cũng có gửi lên cho Mỹ Hải là 5 triệu đồng và cô Nghi cũng có dặn Mỹ Hải rằng là 500.000 đồng sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải. Và qua đây Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và cô Nghi cũng có nói rằng là 500.000 đồng sẽ ủng hộ Mỹ và còn 500.000 đồng sẽ ủng hộ em Lệnh. Vì hôm vừa rồi cô Nghi cũng xem được thước phim ngắn của Mỹ Hải. Và em Lệnh đây là một trong những người mà đã đồng hành cùng Mỹ Hải cũng khá lâu với nhà anh Trá. Cho nên là cô Nghi cũng ủng hộ em Lệnh là 500.000 đồng nhé các bạn. Và còn lại là 3 triệu 500.000 đồng. Cô Nghi cũng có dặn Mỹ Hải rằng là sẽ mua một cái tủ đựng quần áo. Và hôm nay vào Mỹ Hải cũng có mua được tủ đựng quần áo, với lại là gạo và quần áo cho cháu Hờ, với lại là em trai cháu Hờ nhé các bạn. Và bây giờ Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn cùng Mỹ Hải vào nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt và trao phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Như mọi khi đi ấy là Mỹ Hải toàn đi đường tắt, đi đằng sau nhà của hàng xóm đây, còn đường chính ấy là qua đường bên kia kìa các bạn kìa.
Ôi, mệt quá. Ôi, cẩn thận, cúi. Ôi. À, ừ. Anh nhớ chuyện được bò. Ừ, nhớ chuyện được đó. Ừ. Nhớ chuyện về hờ. Nhớ chuyện hờ. Ừ. Đấy, cháu hờ. Hôm nay là cũng đang ở nhà. Ôi, phải nghiêng đấy, phải nghiêng đấy. Vào đâu? Đấy, được. Thử dựng lên xem nào. Cao quá rồi, đúng không? Không được. Đâu? Ra. Cái tủ đấy là lại ở trên bàn thờ rồi, không được. Đây, sẽ chuyển sang bên này. Chỗ chị đang đứng này này. Chuyển sang bên này, bỏ bỏ cái túi này ra. Vì là trên đây là bàn thờ rồi. Đấy, xoay như thế, đúng rồi. Đấy, để vào góc đấy là hợp lý luôn. Vì là bên trên này là bàn thờ ấy. Đấy, cho vào tường thế. Cho lên trên này một tí nữa đó. Ừ. Sát trường giường còn sát trường giường. Sát trường giường luôn. Nào. Rồi, nghĩa là được. Kê lấy cái tấm ván ấy, miếng ván ấy để kê để đỡ kênh. Vâng. Dạ. Cháu lấy cái quần áo này, có... Đúng rồi, giày đấy là giày mua cho cháu bé đấy. Em trai của cháu Hờ. Đây, với cháu ở đây. Đi rửa chân vào. Để áng đã. Đi rửa chân vào. Còn đôi dép của cháu đâu? Đây rồi, rồi. Bây giờ là bảo cháu vào đây. Cháu vào đây, cháu mặc thử cái quần áo này đã, xem vừa không á. Rồi là tí sẽ rửa chân và mình đi học thì mình sẽ đi giày. Còn cái áo đấy là áo của cháu Hờ. Em lấy em Lành hộ lấy cái áo này cho cháu Hờ mặc này. Sẽ ướm thử xem vừa không? Vừa. Vì là hôm trước lấy lên một cái là cũng đúng số đo như thế mà. Đấy, cháu bé này vừa ngay đúng không? Áo vừa là chắc chắn là quần vừa. Ôi, nhanh lên. À, đấy. Đấy, quá là cha rồi. Rồi. Ấy, cháu Hờ là ông có áo Z như này là đẹp rồi. Vâng rồi. Ấm rồi đúng không? Đẹp mà. Anh nhỉ là chị nhỉ? Nhỉ là chị nhỉ? Nhôm à. Dùng. À, kho cho cho lúc ra đây nhá. Nhóm mấy từ phong nhì nhấp vườn đả thành phố Hồ Chí Minh đừng xa tiên tôi nhá. À, cho xanh được phong nhá. À, cho xanh được phong. Tao lại. Đấy các bạn ạ. Mình cũng vừa đưa áo mới cho cháu Hờ mặc ấy. Và mình cũng có nói rằng là phần quà này là phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua đây ấy, cháu Hờ cũng không biết nói tiếng phổ thông mà cháu Hờ cũng chỉ biết nói tiếng của Mỹ Hải thôi ấy. Cháu Hờ cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Còn lại là những cái móc kia đâu Mỹ bà? Mở tủ ra. Những cái móc này hướng dẫn cháu Hờ ra lúc nào mà quần áo ấy mình sẽ để vào trong tủ trong này cho gọn. Mở ra cháu Hờ, mở ra. Lút tủ đi hả? Hờ. Lút tủ đi mà, cho không chở không đi nhá. Ừ, mua tao không chở cháu đi nhá. Tao lại. Rồi, còn cái bên kia là cái móc. Còn cái trong này là nãy Mỹ Hải cũng có dặn với cháu Hờ rằng là cái tủ này là tủ để đựng quần áo của cháu Hờ. Cháu Hờ thì cũng có nói rằng là cháu Hờ sẽ để vào trong này nhé các bạn nhé. Đúng rồi. Đấy, phải hướng dẫn cháu Hờ để quần áo trong này. Mà cho trẻ trong ấy. Tìm đó. Để quần áo. Cho các cháu cháu cháu. Các bạn ạ, cháu Hờ tuy vậy thôi nhưng bà nội cháu Hờ ấy cũng có nói rằng là chìa khóa này là sẽ đưa trực tiếp cho bố cầm. Đi vào ơi, cháu lấy cái kẹo này mua cho hai cháu, cháu Hờ và cháu Út.
Đấy, đưa trực tiếp cho anh Trá cầm. Vấn đề là kia kìa. Với lại là Mỹ bà ơi, có cả giò kia. Đấy, với lại giò. Tao lời. Đấy các bạn ạ, chỗ anh Trái, tuy rằng là đôi mắt của anh Trái thì cũng đã bị mù cả đôi mắt rồi, nhưng Mỹ Bảo cũng vừa trao bánh kẹo và nay vào ấy, Mỹ Hải cũng mua được 1,5 cân giò để mang vào cho cháu Hờ ăn nhé các bạn nhé. Vì là mọi khi vào ấy, Mỹ Hải cũng chỉ mua thịt vào thôi. Nhưng hôm nay là Mỹ Hải sẽ mua giò vào để cho nhà anh Trá cũng có bữa ăn nhá. Và với lại là hai cái bao gạo kia, tí nữa Mỹ và em Lệnh này. Đấy, em Lệnh sẽ cất vào trong cái thùng ở trong giường cho nhà anh Trá. Và ở đây ấy, đặc biệt hơn nữa là Mỹ và cô Nghi ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng thấy cháu đồng hành ấy. Và cô cũng coi được những thước phim ngắn của chú ấy. Cô cũng bảo là sẽ ủng hộ cháu là 500.000. Cô cũng có gửi lên cho chú là 5 triệu. 500.000 là ủng hộ kênh của chú. Còn 500.000 là để gửi cho cháu. Phần quà này là phần quà mà của cô Nghi nhá. Ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cô cũng gửi cho cháu. Cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Rồi. Và đặc biệt hơn nữa là em là Lệnh. Cũng hôm vừa rồi thì cô Nghi cũng coi được thước phim ngắn mà em cũng có lên vác đồ mà vào cũng rất là nhiều cùng anh vào chỗ nhà anh Trái. Cô Nghi cũng có nói rằng là sẽ cũng ủng hộ em là 500.000. Đấy, qua đây thì Mỹ vào ơi, giúp chú đưa 500.000 trong túi này để đưa trực tiếp cho em Lệnh. Đấy, đưa cho em Lệnh đi. Qua đây là quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Thế cháu rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 ạ. Rất là cảm ơn cô ạ. Rồi. Với lại là em Lệnh ơi, vẫn còn dư lại 100.000 đấy ấy. Em sẽ đưa cho cháu Hờ. Từ chắc là từ bé đến lớn ấy, cháu cũng chưa bao giờ mà để cháu cầm được tiền. Thế cho nên là còn dư lại 100.000 đấy, sẽ đưa cho cháu Hờ để cháu cũng có một cái vốn. Với lại là cháu cũng có lúc nào mà cháu khắc ra quán ấy để cháu khắc mua chai nước hoặc là kẹo cho cháu ăn. Thành phố Hồ Chí Minh thì mua rồi ít bùa. Đây, đây là tiền lẻ. Còn hướng dẫn là cái loại 20.000 kia là ở ngoài. Trong là 10.000 tiền lẻ thôi. Cháu bé bảo là đưa cho bố cầm. Đấy, cháu Hờ cũng phải đút túi ngay. Cháu Hờ bảo không nói à. Cháu Hờ cũng rất là mừng. Sao sách được phao? Đấy các bạn ạ, anh Trá tuy rằng là mù cả đôi mắt rồi, nhưng bây giờ là anh Trá cũng chỉ lấy tay và chỉ sờ thôi. Đấy, anh Trá cũng rất là mừng rằng là anh Trá cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đấy, anh Trá cũng chỉ còn khoang cái này nữa cơ, còn một ngăn cái này nữa. Em Lệnh phải là chỉ cho anh Trá mới biết được. Anh Trá cũng rất là mừng này. Anh Trá chỉ sợ bằng như này thôi mới bà. Mắt không nhìn thấy. Đúng rồi, anh Trá bảo là đây là cũng có 3 ngăn để gấp quần áo để đây. Cho xanh ngỏ. Tao là. Tao là. Đấy các bạn ạ, anh Trá thì rất là mừng và cũng không biết nói gì nhiều hơn, mà anh Trá cũng chỉ biết là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thôi. Tôi đẹp bò. Vô tao lúc tủ anh ấy, anh nhìn là chị nhỏ. Xí pha nhỏ. Nhìn nhỉ. Nhìn ta. Đây các bạn ạ, mình cũng có hỏi chỗ bà nội của anh Trái rằng là bà nội cũng rất là mừng. Bà nội nghe thông tin rằng là Mỹ Hải cũng mua tủ vào cho nhà anh Trái. Phần quà này là phần quà của cô Nghi. Thế cho nên là nãy thì bà cũng không biết nói tiếng phổ thông. Bà cũng chỉ biết nói tiếng của Mỹ Hải thôi. Cho nên là bà cũng bảo là rất là đẹp và rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhé.
Còn bây giờ là mình sẽ hỏi cháu Hờ rằng là có tủ quần áo đẹp như này rồi cháu Hờ có mừng không? Tao lút tủ cho cháu này, ăn nhỉ là chị nhỉ? À, rau ngò. Cháu Hờ thì cũng rất là mừng. Cháu Hờ bảo là bây giờ là cháu Hờ đã có tủ để đựng quần áo rồi. Qua đây thì Mỹ Hải cũng thay lời gia đình anh Trá cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đấy, bây giờ là em Lệnh ơi, em sẽ bảo cháu Hờ rằng là bây giờ là sẽ gấp quần áo cho vào trong tủ. Đấy, bây giờ em bảo cháu Hờ gấp đi. Những cái quần áo mới mua như này vào ấy, em móc lên. Mình móc lên. Đúng rồi, em móc lên. À, cháu Hờ là cũng để quần áo vào trong cái bọc tải như này thôi. Giờ là cháu Hờ mới bắt đầu là gấp vào đây. Cháu Hờ lại cho cái ngăn này là ngăn dưới cùng nhất à? Để tự cầm lấy một cái chìa khóa. Rồi. Thôi cứ kệ cháu, để cháu để đâu thì cháu cứ để, vì là đã có tủ ở trong này rồi. Cháu gấp cũng rất là gọn này. Mất tài rồi chứ. Đấy. Biết gấp à? Em bảo cháu Hờ đi. Tí nữa gấp xong quần áo như này này, để anh sẽ cắt tóc cho cháu Hờ. Cháu Hờ rất là mừng đúng không? Để gọi là vừa có tủ mới mà tí nữa hất tóc cho là cháu Hờ là mừng ngay đúng không? Rồi. Đấy, cứ để cho cháu gấp ở trong đấy. Đúng rồi. Mỹ vào gấp cho cùng cháu cho nhanh Mỹ vào ơi. Đây. Đấy cháu Hờ gấp rất là gọn này Mỹ vào này. Đúng rồi. Gọn lắm. Ôi như cái đấy là đã gấp rồi. Quần áo là quần áo tà phủ, quần áo mông. Đúng rồi. Quần áo dân tộc. Gọn ngay mà. Cái này mai con dăm đi. Thế là chứng tỏ là cháu Hờ cũng nhiều quần áo đấy chứ. Nhiều mà. Đấy. Không để những cái quần đấy là mình móc lên trên này hết là Mỹ vào này. Móc cho bên này. Đúng rồi. Quần áo cháu Hờ là cũng được một tủ như này đúng không? Nhiều mà. Còn của em trai. Đây các bạn ạ. Quần áo của cháu Hờ cũng rất là nhiều. À đây là quần áo của cháu bé đúng không? Ừ. Rồi quần áo của cháu bé đúng rồi. Cháu Hờ cũng rất là gọn này. Gấp cực kỳ là gọn luôn. Cho dù là ở trong bao tải này này. Cháu cũng đã để vào trong này nhưng mà được cái là cháu cũng lá gấp như này nhá. Ở trong tải nhưng mà nó cái là cuốn vào xong nó lại nhăn ra. Đúng rồi. Đấy. Trong này là cũng đã gấp gọn rồi, cực gọn luôn. Đây là quần áo của cháu Hờ. Còn cái ở dưới này là của em trai. Còn cái hai cái móc kia, em móc nốt đi cái quần đấy lên cho phẳng. Bây giờ là nhà anh Trá là không phải là để quần áo vào bao tải nữa rồi. Như mọi khi là toàn để vào bao tải thôi mấy bạn. Vâng. Bỏ bao tải mà phải buộc lên tận gác rồi. Phải buộc đến gác à? Vì là chị không minh mẫn này. Vâng. Đâm ra là lại sợ là chị lại cầm đi. Đợt này vào luôn mà cháu Hờ khóa cái khóa xong nó là coi là chị là không bao giờ lấy được nữa. Bây giờ là phải hỏi cho anh Trá xem là cháu Hờ cũng bị thiểu năng trí tuệ như này này. Không biết là cháu Hờ có cầm được chìa khóa không ấy. Là phải giao cho anh Trá cầm cho là cái nào. Lấy quần áo, lấy tủ đúng không? Đây là anh Trá chỉ đưa thôi. Ô lấy tủ dẻo xin lút tủ nè. Dẻo xin lút tủ nè mà mua trong tủ hâm ca lõ ngà. Nếu mà mua hâm ca thả trả chân thì đừng có bóng nữa. Ồ mua hâm ca thả trả bóng hả? Tao là. Đây các bạn ạ. Vì là mình cũng có hỏi chỗ anh Trá xong ấy. Rằng là chìa khóa tủ như này. Tuy rằng là cháu Hờ cũng đã gấp vào trong tủ như này rồi. Mỹ Hải cũng có nói rằng là chìa khóa này là sẽ để cho anh Trá cầm hay là cháu Hờ cầm. Anh Trá cũng có nói rằng là sợ là cháu Hờ ấy cũng bị thiểu năng trí tuệ như này này. Thế cho nên là đưa cho anh Trá cầm. Tí nữa có hai chìa thì sẽ đưa cho cháu Hờ một chìa và anh Trá một chìa. Cháu thì cũng đang rất là mừng này. Để có bộ quần áo mới, cháu lại tự để vào trong cái túi này rồi nhá.
Còn vợ anh trai không biết rằng là cũng đang viết cái gì ở đây. Ôi, chứ không ra chứ mới bà. À sao chị đi? Chúng ta nên chịu sống chị. Cũng rất là nhanh trí, lật mặt luôn. Lật lại trang giấy luôn. Nhìn toàn nhìn chữ ngược. Chị cũng bị tâm thần như vậy ấy. Thế đâm ra là cũng nên thông cảm cho chị thôi. Đúng rồi. Đấy, cũng có bác hàng xóm mà đến là cũng rất là mừng này. Còn cháu Hờ thì cũng đang khóa vào. Anh Trá tuy rằng là đôi mắt của anh Trá ấy, không nhìn thấy, nhưng mà anh Trá rất là thích này. Anh Trá rất là mừng đấy. Tao 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 cháu Hờ rất là mừng mỗi lần mà đóng được cửa tủ rồi, cháu Hờ rất là mừng. Đã bảo là được rồi. Anh Trá mừng lắm đi bạn. Tuy mắt không nhìn thấy mà nó phải sờ đầy đủ xem là đúng rồi. Xem đúng ý của anh Trá không? À, đo gan, đo gan, đo gan. Đo xem là chiều rộng bao nhiêu. Đúng rồi, đo gan. Ấy, anh ấy đang đo gan thử dưới lên nào. 20, 40, 60, 80, 1m, 1m2. Hai mét. Hỏi anh Trá xem bao nhiêu mét. Ôi trời trời. Lúc này không tao chỉ. Lúc này ao tao tao chỉ. Gì đó to. Nhiều thua. Mét chỉ xa. Một mét bảy. Phải không? Cứ phải hỏi anh Trá cơ. Bây giờ là anh Trá đo gan thành quen rồi, phải hỏi anh Trá xem là cao bao nhiêu. Con này gì đó to, mua không tao chỉ. Chỉ bao chỉ sao được, ui tận đồ thôi. Mắt không nhìn thấy nó chưa được đo mét. À, đo gang tay thôi. Chỉ đo bằng gang tay thôi đúng không? 8 gang rưỡi đúng không? Mỗi một gang là bình thường gang ngắn như này là chưa được 20 phân. Được 18 phân. 18 phân. Rồi, anh Trá mừng này. Anh Trá vẫn đang sờ này. Cháu Hờ cũng rất là mừng. Đang tủm tỉm một mình tự sự mà cười. Mỹ Và hướng dẫn cho anh Trá đấy là cái gương. Vì là anh Trá không biết anh Trá lại sờ vào cái gương. Đấy này, đầy trỏ ấy hả? Đấy này, trỏ, đấy này mà đầy trỏ à. Đông phùa này, nó không giải mà nó sân này mà dù nhỏ nhỏ này mà dù bỏ này. Đầy trỏ mà bỏ, thông thao bỏ, thông lập bỏ nó bỏ nhỏ trỏ. Đây các bạn ạ, anh Trá ngủ cả đôi mắt rồi ấy. Cho nên là Mỹ Hải cũng bảo là Mỹ Và rằng là đấy là cái gương. Có một cái cánh cửa tủ kia là cánh nguyên cái cánh cửa tủ gương. Thế cho nên là anh Trá cũng rất là mừng. Anh Trá để soi gương gì? Đúng không? Chỉ sờ thôi đây này. Anh ấy mừng lắm đây này. Cứ kệ anh xem là để anh xem là bao giờ là anh mới thôi. Anh ấy mừng lắm. Có chân dưới. Anh Trá cũng có nói rằng là ở bên sườn hông bên này này, rằng là hai bên này là cũng có cái móc để móc quần áo. Anh Trá cũng chỉ sờ như vậy thôi mà anh Trá cũng biết là bốn móc đấy. Tại kia nói chị tao. Cái uế không mầm không về nó ta. Ồ, tại cái uế không mầm không nó. Không mầm không về đây. Cái khó giáo về nó không mầm không á. Ồ, ý khó giáo chứ khó lên rồi không ạ. Mình cũng có hỏi cho anh Trá rằng là sáng nay là nhà gia đình anh Trá đã ăn gì chưa. Anh Trá cũng có nói rằng là sáng nay là cũng chỉ nấu một ít mèn mén. Với lại là ăn với một tí rau thôi. Với lại Mỹ Vào ơi, cái chai dầu nấy là mình, nấy anh chú mua cả một cái chai dầu vào ấy. Đưa cái chai dầu đấy để trên trạng. Và anh Trá vẫn còn chai dầu trên. Không thể đưa cái chai dầu này cho anh Trá đi. Đấy, đưa trực tiếp cho anh Trá đi. Để anh Trá tự cất lấy. Đấy, phải, đúng rồi. Bảo anh Trá rằng là hết cái chai dầu bé ở trên này rồi là anh Trá sẽ lấy kia chai to để gian. Ồ, cho kịp bên đi. Ồ,
Đấy, anh Trá bảo là cũng sẽ để luôn ở trên này. Nhà anh Trá thì cũng còn cái chai dầu bé như này thôi, cũng sắp hết rồi. Đấy, nãy là Mỹ Hải vào ấy, Mỹ Hải cũng có mua được chai dầu đó nha các bạn nhé. Và lúc nãy anh Trá cũng có nói rằng là cũng chỉ ăn một tí mèn mén đây thôi. Bây giờ là Mỹ vào thử mở ra xem nó còn không. Vẫn còn không ạ? Vẫn còn. Canh rau. Chắc là không có rau gì. Đây, ui cái nồi này từ bao giờ rồi. Là... À canh mặn không phải đâu. Canh mặn. Canh mặn. Đây mới là canh canh rau dưa. Này. Canh rau dưa cái nhàn này. Rau dưa với đậu. Đây canh rau bí. Bên này chắc là không còn gì ấy. Rau chua. Ủa, canh rau, à, chua. Rau dưa. Rau dưa chua. Đấy bây giờ là tí nữa mình vào sẽ bỏ cái giò kia ra để nấu cho cháu Hờ với lại là em trai cháu Hờ ăn nhá. Và bây giờ là chú phải đi cắt tóc cho cháu Hờ. Cháu Hờ đi đâu rồi? Tôi mẹ hát đâu thế là ừ. Ờ tôi tiếp là Hờ à? Còn nãy Mỹ Hải cũng có hỏi là cháu bé đấy. Vì là cháu bé đây bảo là cháu bé không cắt. Vì là vừa rồi vừa cắt xong rồi. Mà cũng hơi dài. Thế cho nên là cháu bé không nhất trí cắt. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng chưa cắt được cho cháu bé nữa các bạn nhé. Ồ, tôi mẹ này tiết là bác hồ lò lò. Tiết bác hồ lò. Ồ, anh Trá cũng có nói rằng là cháu bé này không chịu cắt. Nếu mà cắt thì cháu lại khóc lên. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng chưa cắt được cho cháu bé. Và bây giờ Mỹ Hải cũng chỉ cắt cho cháu Hờ thôi. Tóc dài quá rồi. Ấy, mua con này vô. Chị. Đấy, cháu bỏ tay xuống như thế. Rồi. Rồi. Đấy, bỏ tay ra. Đấy, như này. Chú cắt cho. Còn cháu Hờ như này ấy, chỉ cắt đầu cua là nhanh không ý bà? Vâng. Để cho dễ. Cho nó ngắn đi. Đúng rồi. Là hợp lý nhất. Tê hay gò. Bác trai cũng có nói rằng là tóc của cháu Hờ là dài quá rồi. Cháu Hờ là cũng chỉ cắt như này thôi, là nhanh nhất đấy. Vâng. Cháu gọi. Cháu rất là thích, rất là vui. Đúng rồi. Cắt xong là nhìn nó mát mẻ nè. Mẹ nói chưa, chị bố xem mẹ đấy. Cháu bé lại không cắt mấy bà. Vâng. Nãy bố cháu lại bảo là anh cháu lại bảo là nếu cắt thì sợ cháu lại không nhất trí ấy. Cháu lại khóc. Ai vừa cắt cho ngắn quá nha. Hơi ngắn nhưng mà cắt xấu quá. Cắt lại dùng bằng kéo ấy. Vâng, cắt xấu. Không được đẹp. Như cái này ruộng bậc thang ấy. Đấy, cháu đi. Đẹp chưa? Đấy. Cắt cái gì à? Rồi. Từ đẹp chưa? Đẹp rồi. Đẹp rồi. Rồi. Đấy, tao đó. Rồi. Ôi chứ mà, chứ mà, chứ mà. Từ từ, từ từ. Từ để phủ đã. Rồi nha, rồi nha. Đấy. Đấy. Rồi. Ôi. Cái ghế này không bằng. Rồi, ngồi đấy nhá, ngồi im, ngồi im. Rồi, giờ tôi nhìn nhá. Rồi. À, cũng chưa gội đầu mà đã đưa giò cho cháu Hờ ăn trước rồi à?
Phải gội đầu xong đã chứ mới vào vội thế. Lâu rồi cháu chưa được ăn này. Vì là giò này là chắc chắn là gia đình nhà cháu là sẽ chưa được ăn. Nó là chùa. Nó là chùa. Đấy các bạn ạ. Mình cũng có dặn cháu Hở rằng là ăn nhanh rồi là sẽ gội đầu. Rồi là nãy Mỹ Hải cũng mua được 1,5 kg ấy giò vào cho nhà cháu cơ. Cứ gội đầu xong rồi là sẽ được ăn. Đấy phải một người gội như này, không thì để đỡ tốn nước. Rồi cháu Hở khắc thực bên gái. Lấy dầu gội trong nhà đi. Nãy là anh mua được dầu gội ở trong cái túi ấy. Lấy dầu gội đấy vào. Trong cái túi đen ấy. Túi cắt tóc của anh ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, được chưa? Úi, từ từ, để cho ra bọt. Đấy, mình gội từ từ như này cho cháu thì đỡ tốn nước. Đấy, chắc cá đấy được rồi đấy. Rồi lấy cái khăn kia, lấy cái khăn kia cho cháu kìa, em lạnh kìa. Ê, lau mặt đi. Sạch luôn mà. Sạch luôn mà. Gọn ngay mà. Tao tao. Hả? Tao tao. 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 Ơi tao vào so té nha lò chê. Tao phổ lò chê nhá. Mình cũng có hỏi cháu Hở rằng là gội sạch rồi. Cháu bảo là cũng phải là vỏ qua cái khăn như này. Rồi là cháu mới mang vào phơi. Em Hở này giặt quần áo là một bộ là giặt cả cả một buổi sáng phải không? Rất là sạch sẽ luôn. Nó giặt cho nó sạch luôn mà. Đó, ngầu chê. Ôi, mang vào nhà đi. Ờ, ngầu chê. Xong là mới vào lấy cái giò kia, xong là để lấy cơm cho hai cháu ăn cơm. Rồi rồi. Ôi dồi ôi. Vợ anh cháu cũng hút thuốc lá này. Dễ gì được bố. Ở chú bà nó ở lăn tàu đó. Ô bố bố, bé chị xuống đấy, hát chị mình bà bé hát chị hát chạy. Ờ, chị cũng sang bên quán. Chắc là các bác lại chắc là lại đi xin của các bác về. Ôi ôi tội nghiệp gia đình nhà anh chá quá. Chị thì cũng bị tâm thần. Đây bổ cái giò đấy ra đi. Hai cháu thôi thì là sẽ thái một ít cho các cháu ăn trước thôi, còn lại là đưa cho anh chá. Chỉ cần một khoanh đấy thôi mà, để cho hai cháu ăn cơm trước đi. Giờ cũng muộn rồi, để hai cháu đói, cho hai cháu ăn cơm trước. Để cái đấy lại đưa cho anh Trá để anh Trá cất để chiều tối gia đình khác ăn. Nó sai rồi. Ôi rồi sao vội đưa thế, ăn cơm bây giờ rồi mà. Ngồi nhìn thì cháu chắc là đói lắm rồi. Rồi rồi nếu đưa luôn đưa thêm được. Rồi thái nhanh đi cho em Lệnh ơi. Em lấy một cái bát cho những cái giò vào đây để xới cơm cho cháu Hờ với lại là em trai của cháu để ăn cơm trước. Cao hả? Cháu cháu khen ngon. Ngon. Đúng rồi. Cái này là cháu chưa được ăn bao giờ. Thịt mang vào đây rang thì cũng được ăn rồi nhưng mà còn cái này chưa được ăn. Đúng rồi. Giò là cháu chưa được ăn. Bát được hơi bé phải không? Đúng rồi. Để vào đây. Hơi đầy. Hơi đầy à? Được rồi. Đấy, bỏ cái đi ra. Xong là sắp sắp dăm dăm đây này. Để hai cháu ăn cơm luôn. Như mọi khi vào ấy, vào thái thịt cháu lại không bao giờ cháu ngồi nhìn. Mà bây giờ chỉ có tí giò thôi, cháu lại phải ngồi nhìn như vậy. Cháu ăn rất là ngon. Em Lệnh ơi, em bảo cháu Hờ xới cơm đi để hai anh em cơm đi. Cháu lại không ăn cơm à? Rồi nếu thế thì cháu Hờ ăn cơm trước đi. Vì là cháu cũng đói rồi. Thế cho nên là cứ lấy giò cho cháu ăn cơm.
À, cháu Hợp cũng đang múc cơm đây. Vợ anh Trá thì cũng khác ngồi bên kia mà tự sự một mình. Không. Tao mẹ. Bà ơi, gọi bà luôn xem là bà ăn cơm cùng cháu Hờ luôn không? Sao đến đi bà? Bà bảo là cháu Hờ ăn trước à? Bà chưa đói à? Vừa lại là cháu Út này cũng chưa ăn à? Cũng chưa ăn. Ôi rồi lại trốn vào chăn rồi ăn cơm lại lười ăn thế. Lại giờ trốn vào trong chăn à? Ồ, chứ nó không ăn à? Rồi, nếu như cháu không ăn được tí nó vẫn còn giò đấy. Chiều tối là bố cháu khác đưa cho các cháu ăn. Còn bây giờ là cháu Hờ đã ăn cơm rồi nhé các bạn nhé. Ăn đũa. Ăn đũa đúng rồi. Ăn đũa nhưng mà giòn thì nó lại cho tao đũa gác. Thôi cái kệ cháu, cháu ăn như nào kệ cháu. À nếu cháu khoan cơm, cháu bé khoan cơm thì mới vào lấy giò cho cháu kìa, mới vào. Đây, đấy em lệnh lấy giúp giò cho cháu ăn đi. Lấy cái bát đi. Này, chú ơi. Ơi, lại trốn à? Nó mà. Đấy cháu ăn đi. Ngon lắm, giò đấy. À, vợ anh Trá không biết, vợ anh Trá bảo là đây là đậu phụ. Đậu phụ. Chưa được ăn bao giò thì chẳng bảo thế không? Đúng rồi. Vợ anh Trá bảo đậu phụ. Ôi ăn miếng to thế con. Nay mi vào phải thái miếng bé ra cơ. Nó mấy thịt của tớ nhá. Cháu ăn miếng bé thôi, để dễ nuốt nhá. Rồi. Đấy, cháu ăn rất là ngon. Chắc cháu là lần đầu tiên là được ăn giòn như này các bạn ạ. Nhìn cháu ăn cực kỳ ngon. Cháu ăn rất là ngon. Có lẽ là Mỹ vào ơi, cháu Hờ cũng đang ăn cơm như này ấy. Có lẽ là mình chào gia đình, chào bà với chào gia đình anh Trá, xong là có khả năng là cháu mình cũng ra ngoài huyện luôn thôi. Tí là cháu dặn là cái giò kia nhá, để chiều tối là phải lấy cho các bà với lại là các cháu ăn nhá. Rồi. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ nói cháu Hờ rằng là cháu Hờ ăn cơm. Rồi là Mỹ Hải cũng sẽ ra ngoài huyện luôn nha các bạn nhé. Ăn mà no mỏ. Ăn mà no mỏ một chè nhá. Đấy các bạn ạ. Mình cũng có nói cháu Hờ rằng là cháu Hờ ăn cơm nhé. Bây giờ là mình cũng xin phép là mình cũng ra ngoài huyện luôn. Thế cháu Hờ cũng bị thiểm năng như vậy này. Cháu Hờ cũng bảo vâng dạ như vậy thôi. Ôi là mặt gì lô. Ôi là má nho nhá, mù chè nhá. Tao là. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói rằng là Mỹ Hải cũng xin phép rằng là chào anh Trá, Mỹ Hải cũng ra ngoài huyện luôn. Thì qua đây thì anh Trá cũng có nói rằng là rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đã gửi quà lên cho nhà anh Trá, là cũng đã gửi tiền lên cho Mỹ Hải để Mỹ Hải cũng mua được những cái tủ như này. Anh Trá cũng rất là cảm ơn cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.
Và bây giờ là mình sẽ chào bà rồi là mình sẽ ra về nhá các bạn nhá. Ôi lại nhỏ đẹp bố. Mua mà tôi. Mua mà tôi sửa nhá. Mình cũng có chào bà ấy, bà có nói rằng là đi hôm nào để lại vào thăm gia đình nhà anh Trá nhá. Ôm một trẻ nhá. Một bên nó mà tôi. Tao là. Anh nhỏ nhá. Một bên nó mà tôi. Đi mới vậy. Vâng, đi em lấy ngay. Nó đây. À khói quá. Ôi trời. Ôi còn cái túi ca tao đưa cắt tóc của chú. Đây các bạn ạ. Sau một thời gian Mỹ Hải vào trao phần quà của cô Nghi ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ấy. Cho nhà anh Trá và đã cũng đã mua được tủ và mua quần áo cho cháu Hở và em trai của cháu Hở nhá. Giờ là cũng đã trao xong cho nhà anh Trá. Bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Và bây giờ ấy Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá.